Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Góc nhìn Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, đèn tín hiệu giao thông là một trong những hình thức báo hiệu đường bộ quan trọng để điều khiển giao thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất những xung đột, va chạm xảy ra giữa các phương tiện tại nơi đường giao nhau hoặc nút giao. Qua đó thì sẽ góp phần phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Bên cạnh ba màu xanh vàng đỏ của đèn tín hiệu thì chúng ta còn thấy sự xuất hiện của đèn đếm ngược thời gian cho mỗi pha. Điều này thì sẽ giúp lái xe quyết định dừng xe hoặc tiếp tục vượt khỏi giao lộ khi biết được số giây còn lại, góp phần làm giảm mức độ dừng đột ngột ở ngã tư và giảm va chạm khi đèn đổi màu. Hiệu quả của những loại đèn này thì ai cũng đã nhìn thấy. Thế nhưng thì mới đây Hà Nội đã thực hiện thí điểm không hiển thị đếm lùi giây tại chốt đèn tín hiệu giao thông ở một số giao lộ lớn. Thay đổi này thì đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi dường như nó đi ngược lại hoàn toàn với xu hướng phát triển của đèn tín hiệu giao thông tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Và để làm rõ hơn những băn khoăn này thì hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Xin chào MC, xin chào quý khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên chủ tịch Hiệp hội ô tô Việt Nam. Xin chào MC và xin kính chào quý khán giả Đài Truyền hình Hà Nội. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời vì ngày hôm nay đã nhận lời đến tham gia chương trình Góc nhìn Hà Nội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 7 vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thí điểm bỏ bộ đèn đếm ngược ở pha đèn đỏ tại giao lộ Tố Hữu, Mai Chí Thọ. Và mới đây thì Hà Nội cũng đã thí điểm bỏ bộ đèn đếm ngược tại các nút giao Võ Chí Công, Xuân La và Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn để áp dụng hệ thống đèn giao thông thông minh điều chỉnh theo tình hình giao thông thực tế. Việc thí điểm này thì ngay lập tức làm dấy lên cuộc tranh luận trong người dân bởi việc quan sát đồng hồ đếm ngược trên mỗi pha đèn đã trở thành thói quen khi tham gia giao thông không chỉ riêng của người dân thủ đô. Và sau đây thì xin mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả sẽ cùng đón xem phóng sự sau. Nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Sau một thời gian ngắn thí điểm bỏ đèn đếm ngược, hệ thống cũ đã được khôi phục trở lại. Thí điểm này đã gây ra những ý kiến trái chiều. Phản ứng của người dân là hoàn toàn có cơ sở, bởi ngoài tác dụng thông tin đầy đủ về thời gian đèn xanh, đèn đỏ, để người dân đi đường đưa ra quyết định chính xác và an toàn hơn, thì nó còn có tác dụng hạn chế bị động, xuất phát chậm, hư hao về mặt thời gian của người tham gia giao thông. Nhìn màu đèn nhưng mà phải thời gian nữa, chứ bây giờ là chưa đến cái đèn kia, nó chưa đến để báo đèn xanh cho các bạn đi thì làm sao các bạn đi được, làm sao mọi người được phép đi được. Nếu mà bỏ một cái số đếm đi thì mọi người sẽ không để ý cái đấy, mà có khi mà xe mà người ta đã chủ động để người ta giảm ga khi mà đèn vàng hoặc là chuyển sang đèn đỏ thì người ta sẽ giảm tốc độ hoặc người ta sẽ có một cái sự chuẩn bị sẵn trước. Khi mà mình biết chuyển đèn từ đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng thì mình phải có thời gian để mình ước chừng được, để mình còn chuẩn bị được. Ví dụ như đèn đỏ còn đèn xanh còn 3 giây thì mình phải giảm tốc độ để mình chuẩn bị đợi đèn đỏ, chứ không thể nếu mà không có mà đèn nhảy chớp nhoáng phát là mình sẽ vi phạm luật giao thông ngay. Tuy nhiên, cũng có không ít người ủng hộ việc bỏ đèn đếm ngược này với hy vọng ý thức của người dân chấp hành đèn tín hiệu giao thông sẽ được nâng cao hơn. Bởi những giây cuối của đèn xanh và đèn đỏ thường sẽ tạo ra tâm lý áp lực cho người đi đường, khiến họ cố gắng vượt trước khi chuyển về hết đèn đỏ. Bỏ hay không bỏ nó không ảnh hưởng gì cả. Vì thực ra thì có những người theo thói quen thì vẫn nhìn đèn còn bao nhiêu giây để đi. Có những người thì người ta cứ nhìn đèn đến khi nào chuyển đèn người ta đi thôi. Nó không có ảnh hưởng gì cả. Cái này nó thuộc về cái ý thức của người tham gia giao thông thôi. Nếu mà người ta không có ý thức thì mình để hay không để nó cũng không có ảnh hưởng gì với những người không có ý thức. Thực ra là những người mà có ý thức tham gia giao thông thì người ta sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Vâng, những ý kiến vừa rồi ở trong phóng sự thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể dễ hiểu thôi ạ. Bởi vì bao năm nay thì đèn đếm ngược đã quá quen thuộc đối với mỗi người dân khi mà tham gia giao thông rồi. Vậy thì thưa ông Nguyễn Văn Thanh, việc đưa đèn đếm ngược vào bộ đèn tín hiệu mang lại những thuận lợi gì trong khi di chuyển của người dân cũng như là công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng ạ? Đèn đếm ngược cho tham gia giao thông tại các đô thị lớn và các nút giao đó đã có đóng góp rất tốt cho công tác đảm bảo giao thông. Đó là tạo cái thuận lợi cho người tham gia giao thông và cũng tạo thuận lợi cho lực lượng chỉ huy giao thông biết rằng thời gian bao nhiêu giây nữa thì cái luồng này được chạy, được đi và bao nhiêu giây nữa thì cái luồng kia phải dừng lại, nên rất chủ động.
và nó cũng tạo thêm một cái thói quen nữa. Và theo khuyến cáo của các chuyên gia đó là nếu đèn tín hiệu đỏ mà trên 15 giây thì người tham gia giao thông nên tắt máy. Đó. Như vậy là tiết kiệm nhiên liệu cho mình, đồng thời là cũng đóng góp cho việc hạn chế cái xả thải. Và như vậy là tham gia trong cái việc giao thông xanh của các đô thị lớn rất tốt. Và đấy là tạo lên một thói quen rất tốt cho người tham gia giao thông trong nhiều chục năm nay. Vậy thưa ông Khương Kim Tạo ạ, đèn đếm ngược này có ảnh hưởng gì tới hành vi lái xe của người tham gia giao thông hay không? Bởi vì đối với một bộ phận người dân thì vốn đèn đỏ hay là đèn xanh không quan trọng, chỉ cần có thể sẵn sàng là sẽ vượt luôn đèn tín hiệu ạ. Vâng, thưa ông Khương Kim Tạo, vậy thì phải chăng phương án này đưa vào thực tế thì đã không đạt được hiệu quả như mong đợi? Người tham gia giao thông thì chưa sẵn sàng, hay là có sự xung đột nào giữa mục tiêu là bỏ đèn đếm ngược với thực tế giao thông tại các đô thị lớn như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Tôi nghĩ rằng thế này, có thể là chúng ta tự nhiên chúng ta bỏ tất cả các đèn đi. Thì người tham gia giao thông người ta đang có thói quen là người ta nhìn thêm con số đấy. Nhưng mà thực ra mà nói thế này này, khi mà đã làm theo như là tôi đã trao đổi, thì nếu chúng ta làm đi thì chắc chắn là nhân dân chỉ một thời gian người ta quen thôi. Bởi vì thực ra mà nói thì trong cái học thuyết về nhận biết cái thông tin ý, thì cái người lái xe người ta nhận biết về màu sắc là nhanh hơn so với nhận biết về con số. Đấy, ví dụ như người ta nhìn thấy một cái màu xanh, hay ta nhìn thấy màu đỏ, hay nhìn màu vàng, là tốc độ nhìn nhanh hơn so với nhìn một con số là cũng là màu vàng nhưng mà nó là con số, nhận biết nó lâu hơn. Và như vậy thì trong cái tổ chức giao thông ý, thì trước đây người ta cũng thoạt tiên, người ta cũng rất mong ước là có một con số để chúng ta minh bạch trong cái vấn đề tổ chức giao thông. Nhưng mà thực ra khi triển khai thì nó có những ảnh hưởng. Và như vậy tôi nghĩ rằng là những cái con số nào mà cần thiết để có thể đảm bảo an toàn, mà có thể là minh chứng cho người ta có thể là vi phạm về giao thông hay không. Bởi vì có con số ở đấy thì cảnh sát giao thông bảo anh này là vượt đèn đỏ thì cái con số đèn đỏ lên đâu. Mà nếu mà vượt thì còn vượt bao nhiêu giây. Tôi nói là ví dụ bên Đức người ta còn phạt theo cái thời lượng vi phạm cơ. Ví dụ anh vào đèn đỏ nhưng mà vào cái giây đầu tiên thì người ta phạt nhẹ, nhưng anh vào cái giây thứ 5, thứ 6 người ta phạt nặng hơn. Bởi vì vào cái giây đầu tiên anh thanh nhận là không nguy hiểm, không nguy hiểm lắm. Cho nên là người ta phạt cái lỗi cùng một cái lỗi nhưng mà theo mức độ nguy hiểm khác nhau. Nhưng với chúng ta thì chưa làm được việc đấy, cho nên là thôi tạm thời cũng phạt là đã vi phạm đèn đỏ là phạt cùng một cái kiểu như nhau. Chứ còn nếu mà trong cái lúc mà anh vi phạm mà cái giây thứ 5, giây thứ 10 thì rất nguy hiểm. Nhưng mà giây đầu tiên thì quả thật là cái lúc bây giờ tiến vào nút thì cái xe kia nó mới đang chạy chậm và cùng nhau chạy chậm thì nó cũng không nguy hiểm lắm. Để chúng ta hình dung là như thế. Và trên cơ sở mà tôi trao đổi thế thì có thể là nhân dân cũng có thể là người ta sẽ hiểu. Và cơ quan công quyền cũng có thể tham gia, tham khảo để chúng ta đưa ra cái giải pháp là cái đèn nào để lại, cái đèn nào chúng ta nên bỏ. Chứ còn đời vừa rồi là liên quan đến cái thí nghiệm là chúng ta có thể bỏ và cũng chưa có đầy đủ cái cơ sở pháp lý, chưa có đầy đủ cái cơ sở về khoa học và lý luận, dẫn đến là nhân dân bắt đầu là có những phản ứng. Và như vậy theo quan điểm của tôi là rõ ràng là chúng ta thấy rằng đèn vàng chắc chắn là chúng ta phải duy trì, đèn xanh chúng ta cũng duy trì được nếu như chúng ta có điều kiện, và nếu chúng ta có sẵn chúng ta cứ duy trì, nhưng phải nói với người tham gia thông là cứ chạy bình thường chứ không phải lo mấy cái dây cuối cùng làm gì. Và đối với đèn đỏ ấy, thì chúng ta có thể chỉnh cái thời lượng xuất phát đèn đỏ ấy, là chậm đi một tí, đấy, kéo dài đi một tí nữa để đảm bảo an toàn giao thông. Còn chúng ta lại có cái đèn đỏ để cho mọi người tắt máy để cho nó đỡ sốt ruột và cũng giải quyết vấn đề môi trường. Vâng, vậy thì thưa ông Nguyễn Văn Thanh, không biết là ông có ý kiến như thế nào về vấn đề vừa rồi ạ? Theo cái tốc độ phát triển của khoa kỹ thuật đó, vội vàng áp dụng vào thì thực sự là gây nhiều cái ách tắc trong cái giao thông này. Người dân người ta chưa hiểu gì cả, rất lúng túng. Và những nhà quản lý giao thông cứ vội vàng đánh giá là tốt tốt ngay thì không được, và lại chưa thực hiện được lâu dài, mới có độ một tháng hai tháng thế này sợ quá lại dừng lại, thế là thất bại. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Thanh, thì theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian thí điểm tắt đèn đếm ngược thì ghi nhận ít các trường hợp va chạm trong thời gian chuyển pha tại các nút giao, tình trạng bấm còi xe hối thúc cũng giảm rõ rệt. Vậy thì tại sao không tiếp tục duy trì phương án điều chỉnh giao thông này ạ? Đúng rồi, tôi cũng nhận được thông tin của các thành phố đưa về, đặc biệt Hà Nội cũng nói. Tức là bây giờ tắt cái đèn đếm ngược đi, thì
lúc mà ta đợi ở ngã ba ngã tư đó, thì ta không biết là mấy phút nữa được đi. Không thấy đèn tín hiệu đếm ngược thì ông cũng không dám bấm còi để dục cái ông trước đi, và ông không dám lao lên. Cái đó nó có cái tác dụng như thế, nhưng mà trở thành cái rất lúng túng, người dân lúng túng dồn ép không biết nhỉ, và dễ dàng xảy ra những cái tranh cướp, có thể lại còn va chạm ngay trước khi đến cái đèn tín hiệu đó. Như ông Khương Tèo phân tích, tôi nghĩ rằng là cũng phải xem xét lại, chứ không nghe theo cái chiều là à tốt quá thì không được. Đấy, mà cần phải chuẩn bị thật tốt và phổ biến rộng rãi, đồng thời cũng cần phải có những cảnh sát giao thông ở túc trực đấy, các cơ quan chức năng ở túc trực đấy để mà điều tiết giao thông cho thật tốt. Vậy thì không biết ông Khương Kim Tạo có ý kiến gì về vấn đề này không ạ? Tôi nói rằng là khi chúng ta thí điểm thời gian qua thì cũng rất nhiều ý kiến. Ý kiến nhân dân thì có người thì ủng hộ, có người thì không. Chuyên gia thì cũng có người ủng hộ, có người không. Là có người thì bảo bỏ là hợp lý, có người thì bảo là bỏ không hợp lý. Nhưng mà như tôi phân tích ấy, thì có thể nói rằng là cái nào bỏ được và cái nào không bỏ được. Cái nào nên bỏ, cái nào không được bỏ. Cái nào nên bỏ thì phải bỏ như thế nào. Đấy, tôi nói ví dụ như là đối với cái đèn đỏ ấy, thì chúng ta có thể bỏ được, nhưng mà khi đó là phải thông báo nhân dân biết rằng là khi tín hiệu màu xanh bắt đầu mà bật lên thì chúng ta cũng bắt đầu mới khởi động động cơ. Chúng tôi sẽ để đủ thời gian cho chỉnh cái thời gian đèn để cho nhân dân khởi động động cơ và đi vào nút bình thường. Và như vậy cứ yên tâm, mà đến đấy có nhìn đèn đỏ thì tắt máy thì không sao. Thế nhưng bây giờ tự dưng bây giờ chúng ta bỏ đi thì người ta đang quen là người ta nhìn thấy đồng hồ đèn đỏ là còn độ 5-60 giây nữa người ta tắt máy, còn nếu không thì người ta cảm thấy rằng nó cứ mơ hồ, người ta sốt ruột. Mà chúng ta biết rằng là khi mà nhìn thấy một con số là 5-60 giây tắt máy thì để nghe nhạc thì nó thời gian nó ngắn, còn nếu mà chúng ta cứ đằng đẵng chờ đợi, cứ ngoi ngóp thế này thì khi đó là thấy thời gian 5-60 giây nó lâu lắm. Và như người ta sốt ruột, người ta khó chịu. Đấy thì cái đấy là chúng ta phải tạo điều kiện cái tâm lý cho người ta, và khi mà cái người ta có tâm lý là người ta sốt ruột rồi mà thấy rằng là đèn đỏ còn độ 2 giây là người ta vào số, người ta thúc vào ngay, người ta sốt ruột. Và cái đấy là chúng ta không nên để cho người ta không được vào số sớm như thế. Còn nếu mà để cho vào số sớm thì chúng ta phải tính toán cái tâm lý con người hay vào số sớm 1 giây thì chúng ta phải chỉnh cái đèn đỏ ấy, là lùi lại 1 giây nữa để mới cho anh, để cho anh sốt, bù cái sốt ruột của anh. Chúng ta quản lý không phải thoát pháp luật mà không bỏ qua cái tâm lý con người. Tôi cho rằng là cái tâm lý con người là một trong những yếu tố hàng đầu mà chúng ta cần quan tâm đến khi mà chúng ta ban hành pháp luật. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời ạ. Thưa quý vị, theo một số nghiên cứu thì trái với tác dụng của đèn giao thông đếm ngược là sẽ giúp tài xế chủ động về thời gian tốc độ, thì tính năng này đang bị lạm dụng khi nhiều người tăng tốc vượt đèn vàng hoặc là cố phóng thật nhanh để tranh thủ những giây cuối cùng của đèn xanh. Điều này thì sẽ dẫn đến gia tăng số vụ va chạm giữa các phương tiện giao thông tại các điểm giao cắt có đèn giao thông đếm ngược. Bởi vậy thì nhiều nước trên thế giới đã không sử dụng đèn đếm ngược này. Tại Mỹ, hầu như tất cả các trụ đèn giao thông đều không sử dụng bộ đèn đếm giây. Tại đây, khi pha đèn đang ở màu xanh, người dân sẽ di chuyển bình thường bởi hệ thống giao thông tại đây sẽ sử dụng công nghệ vòng cảm ứng được lắp đặt dưới lòng đường. Nhờ công nghệ này, các đèn tín hiệu biết được khi nào có xe đang chạy tới hoặc đang dừng đèn đỏ. Từ đó, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh trạng thái của đèn một cách phù hợp nhất. Các vòng này hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và có thể dễ dàng nhìn thấy được bằng mắt thường. Khi không có xe, các vòng này luôn phát ra một từ trường ổn định. Từ trường này sẽ bị thay đổi nếu có xe xuất hiện bên trên. Công nghệ này sẽ nhận biết hướng đi của phương tiện lưu thông và trạng thái đèn xanh sẽ tiếp tục duy trì cho tới khi luồng giao thông giảm đi hoặc biến mất. Tuy không cùng sử dụng công nghệ này, nhưng một số nước phát triển trên thế giới như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đã bỏ bộ đèn đếm ngược tại các giao lộ. Vâng, xin được trở lại trường quay với hai vị khách mời. Có thể thấy thì nhiều nước tiên tiến trên thế giới hiện nay thì đang loại bỏ đèn giao thông đếm ngược đối với các loại xe mà chỉ dùng loại đèn này cho người đi bộ ở những khu vực mà có mật độ giao thông cao. Vậy thì thưa ông Khương Kim Tạo, tại sao chúng ta lại loại bỏ đèn đếm ngược vào thí điểm trong thời gian này? Phải chăng hệ thống đèn cũ của chúng ta đang sử dụng đã phát sinh những bất cập ạ? Tôi nói rằng là trong quá trình mà phát triển quản lý các cái giao thông tại nút giao thông bằng đèn tín hiệu ấy, thì người ta đã phát minh ra cái dạng gọi là đồng hồ đếm ngược để hỗ trợ cho quản lý giao thông, các cái đèn tín hiệu giao thông.
Tuy nhiên là trong quá trình sử dụng thì mới thấy rằng là nó có những cái bất cập. Đấy, bất cập. Bởi vì ai cũng rất muốn là minh bạch từng cái thời lượng một. Như thế là về mặt lý thuyết thì thế là ổn. Nhưng về mặt thực tế thì nó liên quan đến tâm lý con người như tôi nói. Tức là ví dụ như là đèn xanh thì còn mấy giây thì nhiều người thì đạp phanh lại, người thì chạy dẫn lên. Và cái đấy là không cần thiết. Trong khi đó là người ta đã quy định về cái thời lượng đèn xanh là ô tô chạy với tốc độ bình thường, không cần quan tâm gì đến tốc độ cả, chạy với tốc độ bình thường. Và khi nào người lái xe nhìn thấy tín hiệu màu xanh chuyển sang màu vàng thì bắt đầu mới rà phanh lại. Và thời gian đèn vàng người ta tính toán đủ cho ô tô có thể dừng lại một cách an toàn với cái cường độ phanh bình thường. Thưa ông Nguyễn Văn Thanh, thì khi thí điểm tắt đèn đếm ngược có ảnh hưởng gì tới việc điều tiết giao thông tại các nút giao hay không? Nhất là tại các đô thị lớn và vào giờ cao điểm ạ? Khi mà ta chưa áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong cái điều tiết giao thông và ta cũng chưa tuyên truyền đầy đủ cho người dân nắm được mà ta vội vàng tắt tất cả các đèn tín hiệu đếm ngược thì thực sự là gây lúng túng cho người dân. Đó. Gây lúng túng cho người dân và như vậy nó gây ức chế cho người dân, đặc biệt là những người mà đợi chờ để qua nút giao. Đấy, như anh Tào vừa nêu đó, là cái tâm lý rất ức chế, không biết lúc nào được đi. Còn ông xanh thì thôi, đương nhiên ông xanh ông cứ chạy thôi. Nhưng cái ông đỏ này ông phải đợi này, thì ông biết bao nhiêu. Và cũng gây ô nhiễm tại các khu vực gần đèn đó. Tôi nghĩ là có những cái bất cập trong cái việc mà chúng ta vội vàng tắt tất cả những đèn tín hiệu đếm ngược này. Vâng, thưa ông Khương Kim Tạo ạ, nhiều ý kiến cho rằng là tính thực dụng của đèn giao thông đếm ngược là rất cao, loại bỏ trường hợp vô tình phạm lỗi. Việc tắt đèn đếm số khiến người lái xe lúng túng trong khi di chuyển cũng như là gây tiêu tốn nhiên liệu bởi tại nhiều nút giao thì thời gian đèn đỏ thậm chí kéo dài tới tận 2 phút, người dân hoàn toàn có thể tắt máy xe trong thời gian này. Thì không biết là ông đánh giá sao về ý kiến này ạ? Tức là nếu như là đối với đèn màu đỏ ấy, thì chúng ta nên duy trì để người tham thông biết rằng là người ta còn chờ đợi bao nhiêu giây nữa. Để nếu mà chờ đợi lâu thì người ta tắt máy đi thôi và người ta không sốt ruột nữa. Đấy thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cái tốt để giải quyết cả vấn đề tiết kiệm nhiên liệu, kể cả vấn đề sốt ruột của người tham thông, kể cả vấn đề về ô nhiễm môi trường. Đấy thì cái đấy là tốt rồi. Đấy thì còn các cái đèn màu xanh thì có thể là chúng ta có thể là bỏ đi. Chúng ta bỏ không cái đèn đến ngược. Bỏ đường hướng ngược trên đèn màu xanh đi. Để làm gì? Để làm gì? Để cái người tham giao thông người ta yên tâm, người ta cứ chạy khi có màu xanh thôi. Và khi có màu vàng thì người ta phanh lại. Thì tôi nghĩ rằng là làm như thế nó vừa tiết kiệm được đầu tư, vừa tiết kiệm được cả điện năng, rồi là tạo điều kiện cho người tham giao thông đi tham giao thông an toàn. Cũng không có ít người dân lo ngại là khi đang di chuyển tới nút giao có đèn đếm ngược đã tắt thì đèn tín hiệu đang màu xanh bất ngờ lại chuyển sang vàng. Điều này có thể gây ra xung đột, thậm chí là va chạm giao thông đối với những chiều còn lại của nút giao. Thì điều này liệu có làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn các giao lộ không, thưa ông Nguyễn Văn Thanh? Đúng đó. Bởi vì cái quan niệm của người tham gia giao thông hiện nay đó, người ta quan niệm là gì? Xanh thì đương nhiên tôi chạy thoải mái rồi. Vâng. Như ông Tạo nói nên. Vàng tôi vẫn được chạy. Đó. Vậy thì cái chiều đương xanh chuyển sang vàng thì người ta vẫn cứ chạy được, không bị lỗi. Nhưng khi ông đỏ này ông lại thấy vàng, ông cũng lại phóng lên, ông bảo tôi cũng được đi, thì đấy là cái xung đột. Vấn đề là phải giải quyết cái đèn vàng này như thế nào. Đấy. Lúc này ông Tạo cũng nói khá kỹ về cái đèn đỏ. Đấy, phải chậm hơn so với đèn xanh với đèn vàng này. Nhưng riêng cái đèn vàng này cũng cần phải có cái điều chỉnh cho thật phù hợp. Hiện nay thì luật cũng quy định rồi, xe chạy đến quá nửa cái nút giao đó mà chuyển sang đèn vàng tôi vẫn được tiếp tục chạy. Đó. Nhưng còn cái ông đỏ này ông cũng phóng lên là rất dễ xung đột. Thì bây giờ phải điều chỉnh cái đèn vàng ra làm sao, đèn đỏ ra làm sao và đồng thời cũng phổ biến cái luật cho người dân biết. Đấy. Đèn chưa chuyển sang xanh thì ông không được phép chạy. Còn vàng ông cũng chưa được phép chạy nếu cái hướng đèn đỏ. Đó. Thì đến về là như thế để giải quyết cái đừng có cái xung đột này. Vâng. Hiện nay thì chúng ta đang có xu hướng là sẽ áp dụng hệ thống giao thông thông minh vào công tác điều chỉnh tổ chức giao thông. Đối với sự phát triển này thì vấn đề giữ hay bỏ đèn đếm ngược liệu có ảnh hưởng gì hay không, thưa ông Khương Kim Tạo? Giao thông minh thì nó gồm cả vấn đề chúng ta giải quyết phương tiện thông minh, rồi cái công tác và hạ tầng chúng ta thông minh. Mà cái nút giao thông chúng ta thông minh nó chỉ là một công việc trong tạo dựng cái hạ tầng thông minh mà thôi.
Thế thì trong nút giao thông thông minh của chúng ta thì khi đó là người ta sẽ điều chỉnh có mấy cái vấn đề thế này. Vấn đề thứ nhất là hệ thống sẽ quan sát được các cái dòng xe, dòng nào nhiều thì sẽ cho chạy với thời lượng đèn xanh nhiều hơn. Và thời cái đoạn nào nó ngắn, tức là cái dòng xe nó ngắn thì người cho cái thời lượng đèn xanh nó ít hơn để nhằm mục đích là tối ưu hóa cái năng lực thông hành ở tại cái nút đó để làm sao cho cái ùn tắc giao thông nó giảm đi. Rồi là vấn đề chúng ta giao thông minh thì lại giải quyết vấn đề ưu tiên cho các xe ưu tiên, xe công an, rồi là tiến tới chúng ta dùng là xe buýt ưu tiên. Xe buýt chúng ta phải tạo điều kiện cho xe buýt là xe công cộng là phải ưu tiên hơn. Và như vậy ưu tiên thì không nghĩa là trong cái lúc anh pha đèn đỏ anh cứ được chạy vào, mà ưu tiên ở đây là hệ thống, tức là trên các cái xe buýt đó đều gắn các trang thiết bị, hay là xe công an thế, gắn trang thiết bị để các cái nút giao thông đó hiểu nhận biết được là cái xe nó sắp đến nút. Và khi nhận biết xe sắp nút thì cái nút giao thông đã sẽ điều chỉnh giao thông để cho cái pha cái xe đó đang chạy đến là sẽ là màu xanh, để cho cái xe đi qua một cách an toàn, một cách ưu tiên. Chúng ta hình dung như thế. Các pha khác phải chạy qua đèn vàng, như thế là phải dừng lại hết để cho ưu tiên cho cái xe màu xanh. Đấy là cái mà chúng ta gọi là giao thông thông minh. Đấy một số khía cạnh mà tôi nêu là chấm phá thôi, để chúng ta có thể là tạm biết như thế. Và như vậy thì với ứng dụng giao thông minh này mà chúng ta mà vẫn dùng đồng hồ đếm ngược thì các pha khác người ta còn 30-40 giây đèn xanh mà chúng ta xoay vật người ta sang đèn vàng ngay, làm sao mà ổn được, thì gây tai nạn. Và như vậy là khi ứng dụng giao thông thông minh thì tuyệt nhiên chúng ta lại phải bỏ cái đồng hồ đếm ngược đi. Vậy thì liệu công nghệ hiện nay của chúng ta có đáp ứng được những yêu cầu cho sự phát triển đô thị hay không, thưa ông Nguyễn Văn Thanh? Theo tôi hiện nay đó, cái hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại hai đô thị lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đó, và vẫn sử dụng cái đèn tín hiệu đếm ngược đó, thì vẫn có phát huy tác dụng tốt. Bởi cái thói quen, cái ý thức tham gia giao thông của người dân đó, họ đã rất am hiểu cái này, họ thực hiện khá nghiêm chỉnh. Vấn đề tới đây như ông Khương Tạo nêu ra đó, đúng rồi, ta phải áp dụng cái giao thông thông minh, ta phải áp dụng làm sao để xác định cái luồng này nhiều, luồng cái ít vân vân, để điều chỉnh cái thời gian dừng lại, và hoặc là dừng hoặc di chuyển phù hợp. Và đặc biệt đó, là người ta thấy cái luồng đường vắng, thì hiện nay kiến thức của người dân là cũng cứ thấy vẫn còn đèn đỏ nhưng ông thấy bên kia vắng, ông cứ thấy ông phóng lên. Đó, thế kỳ này nếu áp dụng giao thông thông minh vào thì chính cái đèn giao thông này nó sẽ điều chỉnh được, cái hệ thống thông minh nó sẽ điều chỉnh thì rất tốt. Do vậy cái điều tiên quyết đó, mà tôi nghĩ rằng là bỏ cái đèn tín hiệu đếm ngược này hay còn duy trì đó, thì lúc nào ta phải áp dụng được cái giao thông thông minh, phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ở đây để đánh giá, phân tích các luồng và điều chỉnh theo cái hệ thống này. Đấy, chứ không phải là bây giờ chưa có hệ thống giao thông thông minh, ông cứ vội vàng ông tắt đi những cái đèn tín hiệu đếm ngược thì thực sự là còn bất cập và có thể gây lãng phí rất lớn. Vâng ạ. Thưa ông Khương Kim Tạo ạ, theo những gì ông chia sẻ về phát triển giao thông thông minh tại các đô thị lớn của chúng ta hiện nay, thì việc loại bỏ đèn đếm ngược là điều chắc chắn. Thế nhưng ngay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua thì điều chỉnh này chỉ triển khai được trong thời gian ngắn thôi. Thì phải chăng do phương thức tiếp cận của người dân hay là tính thời điểm chưa hợp lý ạ? Tôi cho rằng là cái thời điểm chúng ta nghiên cứu để mà chỉnh sửa, loại bỏ hay là giữ lại một số cái loại đèn đếm ngược ấy. Thì bây giờ chúng ta làm là tôi nghĩ rằng là cũng đã hơi muộn đấy. Nhẽ ra cái này chúng ta phải làm trước đây, chứ còn bây giờ chúng ta làm hơi muộn, nhưng mà muộn còn hơn không làm. Đây bởi vì chúng ta mới thấy rằng bây giờ chúng ta cần thiết phải đánh giá lại là cái đèn đếm ngược nào là mang lại giá trị hiệu quả và cái nào là không mang lại giá trị hiệu quả thì chúng ta có thể bỏ đi. Phát triển giao thông thông minh là điều tất yếu, thế nhưng đây lại là câu chuyện dài hơi, không thể một sớm một chiều mà thực hiện xong được. Việc bỏ đèn giao thông đếm ngược liệu có giúp cải thiện văn hóa tham gia giao thông của người dân hiện nay hay không, thưa ông Nguyễn Văn Thanh? Như ý kiến lúc nãy tôi nêu đó, tức là ta khi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào, ta tổ chức những cái nút giao thông minh, thì lúc đó ta bỏ cái đèn tín hiệu đi, nhưng mà bỏ tín hiệu đi cũng phải làm sao cho phù hợp với cái tiến bộ kỹ thuật của ta, chứ không phải ta tùy tiện bỏ mà được. Đó. Thế khi đã áp dụng như thế rồi thì ta phải làm công tác tuyên truyền cho thật tốt. Đấy.
chứ đừng có giật cục như thế. Chính sách đưa ra một cái giật cục như thế này, người dân người ta không vào được, không vào được người dân và người ta chưa ủng hộ. Thế thì ta phải tuyên truyền đầy đủ cho người dân hiểu. Và từ đó ta thí điểm vào, ta thấy có hiệu quả. Sau đó có một thời gian đã hiệu quả rồi thì ta đưa những chế tài rất cụ thể để ta xử phạt. Thì lúc đó ta sẽ đi vào nề nếp và phát huy tác dụng tốt. Vâng ạ. Thưa ông Khương Kim Tạo ạ, vậy theo ông thì đâu sẽ là phương án tối ưu nhất vừa để cải thiện tình hình mà vẫn đem lại thuận lợi nhất cho việc tham gia giao thông của người dân ạ? Tôi cho rằng là trước mắt thì các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có thể xem xét về mặt bản chất các cái vấn đề liên quan đến cái tác dụng của cái đồng hồ đếm ngược ở trong nút giao thông và đánh giá một cách, trước hết là chúng ta phải đánh giá về mặt nguyên lý đã, về mặt lý thuyết đã, chứ còn chưa nói vấn đề kiểm tra bằng thực tiễn. Mà khi mà chúng ta đánh giá về mặt bản chất, về mặt lý luận nó chắc chắn rồi thì chúng ta mới mang ra ứng dụng và thực tiễn. Và ứng dụng thực tiễn chỉ là kiểm chứng, mà đồng thời song song kiểm chứng là chúng ta làm một quá trình tuyên truyền với nhân dân để nhân dân cùng về ủng hộ để chúng ta tiến hành một cái chủ trương này. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta mà làm tốt cái công tác về nghiên cứu một cách về mặt luận chứng, rồi chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền thì người dân Việt Nam mình chúng ta rất ủng hộ. Tôi rất tin tưởng vào người dân Việt Nam chúng ta về vấn đề chấp hành các cái quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước này. Tôi thấy thì rất là ủng hộ, không có một cái gì người ta chống đối cả. Chúng ta đề xuất cái gì là nhân dân ủng hộ. Tôi nghĩ rằng là mấu chốt là chúng ta phải làm đúng, làm đúng. Còn nếu mà chúng ta làm một tính chất là có tính chất là hình thức mà nó không mang lại cái chuẩn mực cho nhân dân thì nhân dân sẽ có những ý kiến trái chiều, hoặc là chúng ta tuyên truyền chưa tốt để nhiều người người ta chưa hiểu đúng về bản chất của vấn đề đấy thì người ta sẽ phản ứng. Còn bây giờ chúng ta làm tốt thì thôi. Tôi nghĩ rằng cái đèn đếm ngược này chỉ là một cái nhỏ trong cái vấn đề mà chủ trương mà chúng ta tuyên truyền giáo dục đối với giao thông thông minh. Kể cả sau này chúng ta ứng dụng giao thông thông minh là để chúng ta phát triển văn hóa giao thông mà. Văn hóa giao thông nhiều người cứ nói là phải ứng, đấy là cái ứng xử của người đi đường với nhau, đâu có phải. Chúng ta áp dụng cái vấn đề giao thông thông minh ở tại nút giao thông chính là văn hóa giao thông. Chính là văn hóa giao thông. Và đấy là góc độ hạ tầng. Và nó là nền tảng để cho người dân có thể tuân thủ một cách chuẩn mực hơn. Bởi vì giữa cái trực quan với lại cái tư duy con người ta nó phải có một sự hài hòa và một quá trình để mà người ta tiếp thu và người ta thực thi. Thì tôi nghĩ rằng cái này nó là liên quan đến cái vấn đề chính sách lớn của nhà nước. Thì tôi nghĩ tin tưởng rằng là trong thời gian tới nếu chúng ta áp dụng cho thông minh và có những cái bài bản đánh giá thật bản chất thì đây cái việc mà chúng ta chỉnh sửa cái đèn đếm ngược ở trong cái nút giao thông chỉ là một cái nhân tố nhỏ mà chúng ta tôi tin chắc chắn là sẽ thành công. Vâng. Vậy thì ông Nguyễn Văn Thanh thì sao ạ? Ông đánh giá sao về vấn đề này? Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đánh giá của anh Khương Tạo. Vâng ạ. Dứt khoát ta sẽ tiến tới áp dụng giao thông thông minh để giải tỏa cái ùn tắc giao thông và nâng cao được ý thức tham gia giao thông của người dân chúng ta. Vâng ạ. Không có lý gì các nước phát triển người ta áp dụng được tốt trong nhiều năm nay rồi mà ta lại đi sau. Đó. Thì tôi nghĩ rằng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiến tới là hai đô thị lớn và hai đô thị giao thông thông minh thì phải áp dụng như vậy. Vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của hai ông ạ. Thưa quý vị, sự biến mất của đèn giao thông đếm ngược ở nhiều quốc gia trên thế giới có một phần ảnh hưởng bởi công nghệ tiên tiến khi áp dụng loại đèn có các loại cảm biến phương tiện với sự hỗ trợ của các hệ thống kết nối hiện đại giúp tối ưu hiệu quả của đèn tín hiệu. Việc bỏ bộ đếm lùi thì cũng sẽ giúp trung tâm điều hành giao thông có thể điều chỉnh pha đèn thích hợp theo từng thời điểm, theo lưu lượng phương tiện. Điều này thì rất thích hợp cho các đô thị lớn khi mà có xe cá nhân, đặc biệt là xe máy quá nhiều. Tuy nhiên thì cũng không thể phủ nhận hiệu quả mà đèn đếm ngược đem lại. Có thể thấy thì giải pháp nào cũng sẽ có mặt ưu điểm và nhược điểm riêng. Chỉ cần là chọn giải pháp nào có nhiều ưu điểm hơn và phù hợp với xu hướng phát triển của giao thông tại nước ta. Và hơn hết thì cần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người tham gia giao thông, đồng thời là hoàn thiện hệ thống đèn giao thông thông minh phù hợp với tình hình giao thông của từng khu vực để có kết quả toàn diện, vì bộ đếm dây cũng rất cần thiết ở nhiều nơi. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời đã nhận lời tham gia buổi tọa đàm Góc nhìn Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.